Vâng, em này chào các bác yêu lan nhá. Em lên một số những cái giỏ lan có tại vườn nha. Đầu tiên lên các bác là một giỏ trầm cổ. Mã số B36, một giỏ trầm cổ như này các bác nhá. 250.000 đồng. Em đo được bao nhiêu sen? 1 2 Đó, khoảng hơn 50 sen thân dài nhất các bác nhá, thân dài nhất khoảng hơn 50 sen. Và này thì rất nhiều thân các bác. Đôi 4 6 8. Giỏ này 10 thân các bác. Mã số B36 280.000 đồng. Trầm cổ các bác nhá. Trầm cổ là một loại hoa để cho hoa vào dịp Tết các bác. Hoa thì rất là hoa đỏ tím đậm. Một giỏ trầm mã số 35 B35 250.000 đồng. Giỏ này thì thân khá là đều. Ý thân của kia nhưng mà rất là đều. 250.000 đồng. Giỏ này thì cây đều hơn giỏ kia các bạn. B35 250.000 đồng. Một giỏ trầm cổ đây các bác nhé. Thân của nó dài 20, 40, 60. Hai thân này là 60 cm. Những cái thân này nó rơi vào tầm 50 cm. B35 250.000 đồng. Ít thân hơn, thân lại to hơn. Em lên các bác một giỏ trầm cổ đây. Siêu đẹp nhá các bác nhá. Giỏ này mã số B39 450.000 đồng. Siêu đẹp phải các bác này. Giỏ này mà Tết các bác mà trưng một giỏ lan này ở trong nhà thì nó là quá là đẹp rồi các bác. Giỏ này có đôi 4 6 8 thân. Có 8 thân thôi nhưng mà thân của nó là quá là dài. 1 2 3 4. Thân những cái thân dài này của nó là tầm 80 cm. 75 80 cm các bác nhá. Có một cái thân này thì nó bị gãy một tí, mất một tí ngọn. Sao nó vẫn ra hoa bình thường. Nó ra hoa thì nó không còn, khi mà ra hoa nó sẽ xuống lá các bác nhá. Nên là nó mất một tí ngọn, nó không thành vấn đề. B39 450.000 đồng trầm cổ các bác nhá. Hoa tím đẹp các bác nhá. Tết các bác trưng cái giỏ lan hoa tím thì nó rất là đẹp. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ, có giỏ trầm rồng đỏ này. Cái này thì đã xuống lá và nó sẽ cho hoa sớm các bác nhá. Vì cái dòng trầm thì nó phải xuống lá nó cho hoa được. Thế là mùa này nó sẽ xuống lá. Kể cả là khi gửi về cho các bác là nó xuống hết lá nó không sao các bác, nó vàng hết lá không sao, nhưng vì nó mùa này xuống lá rồi. Mùa cây khô lá vàng thì chắc các bác nào chơi lan hoặc là các bác nào am hiểu về lan thì cũng biết, vì nó xuống lá nó mới cho hoa được. Nên là cái này nó xuống lá thì các bác là không phải là nó bệnh nhá, mà nó xuống lá để cho hoa. Trầm rồng đỏ mã số B38 220.000 đồng. Đôi 46. 6 thân coi nhá. 6 thân này mà nó còn lá mà hôm là nhà em bán tầm 280 300 ấy. Nhưng mà thôi bây giờ bán cho các bác sưu tầm. B38 220.000 đồng. Trầm rồng đỏ. Như này coi nhá. Một giỏ trầm như thế này nữa các bác nhá. Giỏ này thì thân cao hơn này. 1 2 3 10. Hơn 60 cm. Cái thân cao này nhất là hơn 60 cm nhé các bác nhá. Đôi 4 5 thân. B37 230.000 đồng. Một giỏ trầm rồng đỏ như này các bác nhá. Khi mà Tết các bác trưng một giỏ lan hoa đỏ hoặc hoa tím ở trong nhà thì nó rất là hay, rất là phong thủy luôn. Dòng này thì nó ra hoa thì nó chuẩn Tết. B37 230.000 đồng. Trầm rồng đỏ. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ hạc vĩ hoa tím các bác nhá. Hoa tím đậm luôn. Một giỏ này em ghép 3 chậu làm một quá nhá. Ghép 3 chậu nhựa làm một, bây giờ cho ra chậu gỗ như này. Cái chậu nó đã đẹp rồi. Một giỏ hạc vĩ như này các bác nhá. Nếu thời tiết thuận nó cho hoa đúng dịp Tết các bác nhá. Thời tiết ấm. B40 giỏ này 700.000 đồng các bác nhá. 700.000 đồng hạc vĩ các bác nhá. Cái thân dài của nó khoảng bao nhiêu? 6. Thân dài của nó tầm 1m2 nhá các bác nhá. Những cái thân dài nhất này nó tầm 1m2 nhá.
Hạc vĩ mã số B40 700.000 đồng. Hoa tím đậm các bác nhá. Hoa tím đậm. B40 700.000 đồng ạ. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ hạc vĩ nữa nhá. B41 giỏ này cũng 700.000 đồng các bác nhá. Hoa tím đậm luôn. À, hôm nay có một giỏ ấy, nhà em nó đã bói rồi, hoa nó tím luôn. Đây đang có một lụ bói rồi các bác nhá. Các bác sẽ được về kiểm tra luôn. Đây đã bói một lụ như này rồi. 700.000 đồng, giỏ này cũng ghép 3 giỏ nhựa làm một các bác nhá. Nên các bác về chơi rất là thích. B40 700.000 đồng hạc vĩ. Như này các bác nhá. Tiếp theo đây các bác một số giỏ chồn Lai Châu này. Mã số B27 300.000 đồng. Chồn Lai Châu. Một giỏ chồn như này các bác nhá. Cây thì đều 3 6 9 10 10 cây. 10 cây rất là đều như này các bác nhá. B27 300.000 đồng. Đuôi chồn Lai Châu. Chồn thì hoa nó như đuôi con chồn. Để cho hoa tháng 3 tháng 4 các bác. Một giỏ chồn tiếp theo mã số B26 350.000 đồng. Rồi đấy có 3 6 9 12 12 cây các bác nhá. B26 350.000 đồng. Dáng hương đuôi chồn Lai Châu các bác nhá. Em lên các bác một giỏ chồn này rất là đẹp nha các bác nhá. B25 250.000 đồng, dáng gương đuôi chồn Lai Châu. 3 6 8 cây các bác nhá. 8 cây đẹp như này nhá. 250.000 đồng. Giỏ này thì rất là đẹp. 8 cây 250.000 đồng. Tiếp theo nên các bác một số giỏ đen dâu trắng các bác nhá. Đen dâu trắng. Cái này không phải là trắng tuyền mà nó là trắng họng vàng các bác nhá. Các bác nào không biết mặt hoa kết bạn Zalo em sẽ gửi mặt hoa các bác xem. B28 320.000 đồng. Đen dâu trắng các bác nhá. Cái dòng đen dâu trắng này thì nó chưa có nhiều trên thị trường. Thường các bác mua trên mạng nó vẫn là đen dâu xuân. Một giỏ đen dâu trắng tiếp theo. B29 320.000 đồng. Đen dâu trắng. B29 320.000 đồng. Có đôi 4 5 thân. 5 thân hoa và 3 mầm gốc các bác nhá. B29 320.000 đồng, đen dâu trắng. Vỏ này thân cực to này. Mùa này thì những cái thân này nó căng, nó bung hết ra, nó bung lá ra rồi. Và nó đang chuẩn bị nó cho hoa. B30 320.000 đồng, đen dâu trắng. B30 320.000 đồng. Cũng đôi 4 thân. 4 thân hoa to các bác nhá. Thân này thì chưa cho hoa được, thân non. Mầm gốc. Đấy. B30 320.000 đồng, đen dâu trắng. Tiếp theo mời bác đến một giỏ cáo Lai Châu này. Một dòng cáo Lai Châu mà hoa của nó thì chơi thì cực phê luôn các bác. Hoa thì tím và đặc biệt là cây nó khỏe thì hoa nó dài tầm 70-80 cm nên chơi cái dòng cáo Lai Châu nó rất thương hiệu và nó, hoa nó rất là thích. Hoa rất là dài luôn. B31 250.000 đồng cáo Lai Châu có nha. Một cây cáo này có nhá. Cây cáo xếp V như này có nhá. 150.000 đồng cáo Lai Châu. Một cây như này. Đẹp như này quá nhá. Em lên cho bác một cây quế, giỏ quế tháng 8 các bác nhá. Quế xếp Hòa Bình tháng 8 các bác nhá. Bản lá thì đấy, cây nó trưởng thành nó to, bản lá thì rất là to như này. Một triệu 200.000 đồng. Giỏ này có 10 cây các bác nhá. 1.200.000 đồng. Ghép vào trụ gỗ tròn như này các bác nhá. 1.200.000. Quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Một giỏ kiều dẹt B34
550.000 đồng. Kiều dẹt là một loại hoa thì nói chung là cái giống của nó thì chưa có nhiều nên giá thành của nó tương đối là cao. B34 550.000 đồng. Kiều dẹt quá nhá. Tiếp theo lên các bác một số giỏ chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc thì một loại hoa thì đáng sưu tầm. Hoa của nó thì rất là đẹp luôn. Hoa rất đẹp các bác nhá. Nó là hoa vào tháng 3 tháng 4. Hoa vừa đẹp vừa bền. Chuỗi ngọc mã số B32 220.000 đồng, hoa lan chuỗi ngọc. Một giỏ chuỗi ngọc tiếp theo mã số B33 cũng 220.000 đồng. B33 220.000 đồng. Hoa lan chuỗi ngọc các bác nhé. Một giỏ sơn thủy tiên B44 400.000 đồng. Sơn thủy tiên các bác nhé. Đây như này. Củ hành rất là to như này các bác nhé. Bản lá thì thôi rồi, cực đẹp luôn. B44 400.000 đồng. Sơn thủy tiên. Tiếp theo tam bảo sắc B43. Một giỏ tam bảo sắc như này các bác nhé. 600.000 đồng. Trụ rất là to như này. Đây là có ánh nắng nữa mà hơi lóa. B43 600.000 đồng. Giá chúng ta bảo sắc. Giờ ghép 3 mặt nha các bác nhé. Trụ lớn thì cao hơn 40 cm. Một giỏ tam bảo sắc to như này các bác nhé. Siêu đẹp luôn. B42 650.000 đồng dáng hương tam bảo sắc. B42 650.000 đồng. Một trụ như này các bác nhé. Tiếp theo nên các bác một số giỏ đùi gà trắng họng bã trầu. Một loại hoa thì đáng sưu tầm. Mặt hoa này rất là đẹp. B40 280.000 đồng. Đùi gà trắng họng bã trầu các bác nhé. Cánh trắng họng đỏ. Đây là gọi năm cánh trắng họng bã trầu. Cái này thì mới ra đời được 2 năm nay các bác nhé. Mới trổ được 2 năm nay thôi. Một giỏ này siêu đẹp này các bác nhé. Cái dòng này đắt thì các bác mua tầm này thôi. Nếu chậu to thì giá thành nó cao quá. Chậu to nhà em cũng có các bác nhé. B45. Một chậu đùi gà trắng họng bã trầu này 800.000 đồng các bác nhé. Cánh nó trắng, cánh trắng họng đỏ nên là gọi là năm cánh trắng họng bã trầu. Cái này có đôi 4-5 thân, một mầm gốc, hai mầm gốc, 20 hơn 30. Thân dài này là hơn 30 cm, thân ngắn này là hơn 20 cm, thân vừa này là 15 cm. Mầm gốc B45 800.000 đồng. Năm cánh trắng không bã trầu đó nhé. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ đùi gà tròn B47 350.000 đồng. Đùi gà tròn rất là nhiều thân này các bác này. Dòng đùi gà tròn này thì hoa cực bền luôn. Hoa bền tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi. Các bác thoải mái chơi hoa. Mã số B47 350.000 đồng đùi gà tròn. Tiếp theo một giỏ đùi gà tròn B48 cũng 350.000 đồng. B48 350.000 đồng đùi gà tròn các bác nhé. Rất là nhiều thân như này. Vâng, và giỏ lan này đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn theo dõi video.